Công an Bình Tân sợ đến mức độ mà không cho bất kỳ ai đậu xe gần công an quận, cho dù những cái đường cho phép đậu cũng không cho được đậu luôn. Và họ dùng khoảng trên dưới 50 anh em, cứ bao dây chung xe xe của các anh em mà đậu ở ngoài, không cho đậu ở đâu hết. Rất là nhiều, ngoài sau lưng rất là nhiều, trước mặt. Bên hông. Bên hông. Sau lưng. Sau lưng nhiều lắm. Sau lưng là rất là nhiều. Đặc biệt thì công an Bình Tân nói chuyện rất là tục nha bà. Mày nó tao và nói chúng tôi là lũ chó, và nói là đất sở chúng tôi. Cái văn hóa của họ không biết từ đâu ra, không biết từ đâu đào tạo. Nhưng mà theo tôi biết là gọi là công an nhân dân đó. Cũng cũng rất là buồn cho công an quận Bình Tân. Các anh đã làm xấu mặt công an nhân dân rồi. Không biết tại sao mà họ cứ lại. Cái này là đậu trong khuôn viên khu công nghiệp nha các bạn, chứ không có phải là đậu ở trạm thu phí, mà cũng không phải là đậu ở trong công an quận, khu như công an quận nữa, này là đậu trong khuôn viên khu công nghiệp Tân Tạo. Nhưng mà họ cứ cho xe đến bao vây, cho lực lượng đến bao vây như vậy. Không biết là họ sợ cái vấn đề gì, họ cứ cầm cái camera họ đi như vậy, trong khi người dân chỉ là đậu xe để chờ một người bạn trong nhóm của Phương bị bắt, bị họ bắt cóc đi mà không biết lý do. Anh ấy, anh Hùng là ngồi sau xe đó, không biết họ 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 quay camera để làm cái gì đó. Họ cứ chỉ vào tôi. Họ cứ chĩa vào tôi như vậy. Không hiểu. Họ cứ bao vây chiếc xe của tôi.
xe cái. Mà chị xuống xe cái. Mà chị xuống xe cái. Tôi có gì làm việc với các anh. Tôi có nghe. Xe đậu đổ là đường không vi phạm không gì hết. Hả? Sao? À, hồi nãy mình có ghi rõ ràng, mình có ghi hình là họ hướng dẫn mình qua đây đậu mà. Rồi nhưng mà cái việc đó mình xử lý sau khi nào mình bị lập biên bản cái đã. Giấy tờ xe. Ok. Hồi nãy mình có ghi hình là mình họ hướng dẫn mình là qua đây đậu chính xác luôn. Ghi hình khen ghi âm hết. Cho nên là đúng rồi. Để coi họ chơi trò gì. Cất cái biên nhận này. Tôi vào đó để tôi làm chứng minh công an quận. Đến đây mà họ không cho đậu, họ gài mình vô đây để làm việc. Đến công an quận làm việc, họ không cho đậu trong khuôn viên giữ xe của họ. Họ bắt tôi, chúng tôi ra đậu nơi cấm dừng cấm đổ, họ chỉ định như vậy. Sau đó họ đến, họ kiếm chuyện và họ lập biên bản, họ nói là đậu nơi này là nơi cấm dừng cấm đổ. Đó là thật. Giấy màu trắng đó anh, đúng rồi, tờ giấy đó luôn á. Mình làm việc tại đây, mình làm việc tại đây, đây mát rồi. Không anh làm, mình làm việc tại đây, tại sao phải làm theo chỉ định? Субтитры
hơi nóng. Nó tưởng là tụi mình có nhiều xe đó rồi hả? Bình tĩnh, bình tĩnh. Lập cái biên bản này thì các bạn biết thấy là ở xa còn lắm nha các bạn. Cái ngày ốc đó đứng rất là nhiều.
qua bên Facebook của anh Quỳnh Long theo dõi ha các bạn ha. Facebook của anh Quỳnh Long á. Nha. Công an văn hóa của công an quận Bình Tân thì là số 1. Họ nói rất là tục tiểu, cũng như là chửi thề, những từ ngữ không thể nào chấp nhận được của một cái cán bộ. Các bạn thấy anh đứng sau lưng không? Sau lưng của ba anh này. Đó. Đó, rất là nhiều. Cái này là chứng mặt. Nhưng mà sau lưng thì sao? Sau lưng thì nhiều hơn. Mọi người qua Facebook của anh Quỳnh Long quan sát nha.